Vâng à, thì ông bên em xin kính chào bà con. Thì hôm nay là mùng 6 Tết. Thì em lại tiếp tục lên chia sẻ thảo luận về cái kỹ thuật nuôi con ong nội cùng với các bác nuôi ong. Thì qua đây đầu năm xuân năm mới thì em cũng kính chúc các bác anh chị em cô bác chú dì thì một năm mới sức khỏe an khang thịnh vượng vạn sự như ý, và sang năm mới nuôi ong phát triển tốt và thu hái được nhiều thành công về cái con ong mật, và cũng là cái nghề sinh kế cho những bác có những cái thời gian rảnh rỗi để nuôi ong, nó cũng là cái thú vui. Thì ra Tết đây thì cũng cần gì, thì nếu mà nay mà các bác mà xem mà cái video mà hữu ích thì các bác ủng hộ em cái like, ủng hộ em cái like, và bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác đăng ký kênh, để chuông để đợi những các cái video tiếp theo. Thì qua đây thì sang đầu năm mới thì các bác nên làm những gì để làm sao thì nó vào khớp vào cái vụ mùa mình đánh mặt nhãn, tại vì mặt nhãn bây giờ nó cũng mới hơi lú ngỏng rồi các bác, nên là cũng chưa biết được là hắn ra hoa được nhiều hay ít, nên là vì vậy nên bây giờ cái đầu tiên mình cũng chỉ cần phải chăm sóc, mà để chăm sóc như thế nào để cho nó đạt cái hiệu quả cao. Tại vì khoảng tầm cỡ 3-4 ngày nữa thì là cái nhiệt độ nó sẽ nắng lên, rơi vào bắt đầu từ 26 đến 32 độ thì là ong nó sẽ phát triển rất là tốt các bác ạ. Nếu như các bác mà ở miền Trung, tại vì em là thuộc Bắc miền Trung mà. Bắc miền Trung nên là nếu như mà các bác mà ở miền Trung thì nắng nó sẽ ok rồi, nhiệt độ nó ấm lên, còn ong nó đi làm được. Thì cái việc mà chăm sóc thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng đợt vừa rồi ra Tết thì các bác cũng cần lưu ý một số cái. Tại vì là có một số cái thời tiết nó giao mùa nó thay đổi, đặc biệt là các bác không phòng thì cái đàn ong là thường thì nó sẽ không đẻ, hoặc là những đàn ong là nó trắng cầu thì mình cũng cần phải khắc phục. Rồi là những cái tổ mà nó mới có một cầu thì mình cũng phải làm sao để đến cái mùa mà mình đánh mặt, tại vì nó cũng giáp rồi các bác ạ. Nếu không có gì thay đổi thì lâu lắm nó cũng chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, thì 2 tháng nữa thì mình phát triển cái đàn ong, tại vì cái thời tiết nó ấm lên rồi thì cái đàn ong nó sẽ phát triển tốt hơn các bác ạ. Nên là vì vậy nên là hôm nay em sẽ chia sẻ, nếu một tổ ong cầu trắng thì cái đầu tiên là các bác phải kiểm tra để làm sao để mình phân biệt được là do con chúa đẻ kém, thời tiết thay đổi, đàn ong xưa quân thì con tướng nó không đẻ. Ê, hoặc là nguồn nó không có, nguồn mật nguồn phấn nó không có thì các bác có thể là phải rút bớt cầu và đổi cầu cho những cái tổ ong nó có 3 thế hệ, đó là trứng, nhộng và ấu trùng. Thì là cái đầu tiên là mình phải kiểm tra nhé các bác nhé. Ê, chứ còn là nếu như mà nói mà biểu là cứ đổi cầu thì là nếu nó bị bệnh thì các bác có đổi cầu nó cũng vô tác dụng. Nên là vì vậy nên là mình phải kiểm tra tổ ong coi coi là hắn như thế nào, thì các bác sẽ khắc phục cái tổ ong đấy nó hoàn toàn vào một cái hiệu quả tốt nhất để cho cái tổ ong nó phát triển một cái cách tự nhiên và khắc phục nó một cái điều kiện nó tốt nhất. Còn nếu nó bệnh thì tại bây giờ các bác phải chữa bệnh. Cái đầu tiên là các bác chữa bệnh. Chữa bệnh thì không có cái gì bằng nhốt chúa hết các bác ạ. Kể cả bác có phun hay là có
Cho ăn hay là cái đầu tiên là các bác phải cắt cái nguồn, cái đầu tiên ấy, tại vì lâu nay thì em hay chia sẻ nó chung chung một chút, nhưng mà như hôm nay thì em sẽ chia sẻ nó tốt hơn, tại vì đầu năm mới em muốn là những cái bác mà đặc biệt các bác mà mới nuôi thì là các bác nắm vững được một chút cái kỹ thuật thì là chữa bệnh cho con ong nó sẽ đạt cái hiệu quả cao hơn. Thì cái đầu tiên thì các bác nên nhốt con chúa 3 đêm để mình cắt cái nguồn, có nghĩa là cái nguồn nó gây bệnh là vì các bác phải biết về này, khi mà con ong nó bị bệnh thối ấu trùng thì đương nhiên các bác đã nhốt con chúa rồi thì nó sẽ không có trứng, không có ấu trùng, không có nhộng nữa. Đấy, thì là nó đã cắt cái nguồn đấy đi rồi. Và các bác phải rút bớt cầu đi để làm sao tạo cái đàn ong nó đông quân, nó khỏe lên. Đấy. Cái thứ ba là các bác phải chữa bệnh. Chữa bệnh thì các bác có thể phun, các bác có thể tạo bốc bay, các bác có thể cho ăn, nếu những tổ ăn được thì các bác phải cho ăn. Nhưng cái quan trọng nhất là các bác phải chữa được bệnh. Khi chữa được bệnh rồi thì sau đó các bác mới được viện cái cầu mà mình cần để giữ cái đàn ong. Tại vì nhiều bác không để ý, tại vì một số bác có một chút cái kỹ thuật rồi thì các bác thường hay cái tắc lưỡi. Ôi giời, người ta nhiều đàn. Đấy, nhưng mà nó có bay một vài đàn cũng chẳng sao cả. Nhưng cái đấy là cái sai lầm lớn nhất. Tại vì khi mình chăm sóc một cái tổ ong hay là cái vườn ong của mình thì mình đã bỏ công sức ra rất là nhiều. Nên là nó bay đi một tổ cứ nói là không tiếc nhưng trong lòng rất là tiếc, chẳng qua là mình phải chấp nhận thôi. Chấp nhận thôi thì là cái đầu tiên ra Tết là các bác phải kiểm tra lại toàn bộ. Ví dụ mai là em sẽ sang nhà chú đi kiểm tra 48 đàn ong cùng với chú là kiểm tra cục bộ và đánh giá kết quả các cái tổ ong đó, làm sao để cho cái tổ ong đấy, cái vườn ong đấy nó phát triển một cách đồng đều để làm sao đến cái mùa đánh đánh mật 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 nhãn nó sẽ có ít nhất là 3 cầu 4 cầu đổ lên thì mình đánh cái mật nó mới đạt cái hiệu quả được. Nhưng mà như năm nay thì cái thời tiết nó hơi khó khăn nên hoa màu nó cũng ra những cái hoa màu nó cũng kém hơn một chút, nên là bây giờ mình cái đặc biệt là mình phải chăm sóc. Cái thứ hai nữa là những cái tổ một cầu hai cầu, tại vì sang này là nó sẽ có hai vòng các bác thì mình mới đánh được mật nhãn, tại vì nó có hai vòng nở ra thì các bác phải biết sắp xếp. Ví dụ như một tổ một cầu mà các bác muốn đến cái mùa mật đánh được mật nhãn nó đạt cái hiệu quả cao thì nó phải từ ba cầu quân đông đổ lên thì các bác mới đánh được cái mặt nhãn, chứ còn hai cầu thì các bác đánh nó cực kỳ kém. Ví dụ nó có 5 tổ, 5 tổ mà các bác mới có mỗi mỗi tổ có hai cầu thì đương nhiên là các bác đánh mặt nhãn nó chỉ trong vòng, nếu lâu lắm nó được 1 tháng rưỡi, 1 tháng rưỡi thì đương nhiên cái kết quả của nó chỉ cho các bác quay được một một cái thời gian ngắn như thế, xong mới đi bắt đầu đến mặt hè. Nhưng mà nếu như mặt hè thì nó phụ thuộc vào từng vùng chứ không phải là ở đâu cũng đánh được mặt hè. Các bác muốn đánh được mặt hè thì có thể là nó tùy theo từng vùng, thì các bác có thể phải di chuyển thì các bác mới đánh được mặt hè. Còn tại cái nơi vùng của mình, như đặc biệt ở đồng bằng thì lấy đâu ra, đúng không, các bác phải di chuyển ở vùng núi để đánh hoa bạch đàn này, rồi là đánh hoa ke à, đánh mặt keo này, đánh mặt cao su này. Đấy, còn là nếu ở vùng biển thì các bác đánh sú vẹt. Nhưng cái sú vẹt các bác phải nên lưu ý, nếu như có gió bấc thì các bác đánh sú vẹt nó không ra sao cả các bác. Tại vì là khi mà đã có gió bấc rồi thì cái cây vẹt nó ra hoa nhưng nó không tiết được nhiều mặt. Đấy, nó không tiết được nhiều mặt đâu. Nên là vì vậy nên các bác lưu ý, nên là nhiều các bác vào cái mùa sú vẹt các bác không đánh được mặt mà thời tiết vẫn đẹp là vì nó có gió bấc. Nên là cái việc có gió bấc thì các bác đánh mặt sú vẹt nó cực kỳ kém. Đấy, nên là vì vậy nên là an toàn thì các bác chỉ có đánh được mặt bạch đàn, mặt keo, rồi mặt cao su. Còn ở những vùng tự nhiên thì các bác mới đánh được mặt rừng, đúng không? Đấy, vậy thì
Tất nhiên là nó tùy theo từng vùng. Đấy, thì bây giờ em cũng sẽ chia sẻ để làm sao từ cái một tổ một cầu để các bác có thể lên được cái tổ nó lên ba cầu quân đông để các bác đánh, thì nó sẽ có hai cách hai cách chính nhá. Hai cách chính, một là các bác lấy cái tổ chủ công thì các bác có thể là viện cả cầu lẫn quân thì nó lên được hai cầu, thì các bác lao một cầu nữa thì nó sẽ đúng vào mùa nhãn. Đấy. Cách thứ hai là các bác viện cho một cái cầu nó đang nở, có nghĩa là nhộng đang nở, thì đến lúc vòng thứ ba, có nghĩa là vòng thứ hai, có nghĩa là nở xong rồi nó tiếp một vòng nữa thì bắt đầu nó quay lại, thì các bác lại lao vào cho nó một cầu. Đấy, các bác lao vào cho nó một cầu thì đương nhiên là nó sẽ lên ba cầu. Đấy, lên ba cầu thì đương nhiên lúc đấy các bác đánh mặt nhãn mặt vải thì nó cực kỳ hiệu quả. Cực kỳ hiệu quả. Và những cái cần thiết như thế, và ra Tết này nữa là các bác có thể là thay những các cái con tướng nó có chất lượng kém. Em nói là có những con tướng có chất lượng kém hoặc là con tướng già rồi thì các bác nên thay, là ra Tết này bắt đầu là các bác có thể là làm tướng rồi. Tại vì là nó những cái cây vải chua là nó đã nở tầm 30% rồi các bác, và cây bưởi nó cũng đã bắt đầu cho hoa rồi. Thế, tất nhiên nó chưa nở rộ nhưng dù sao nó cũng đã có nguồn phấn và nguồn mật ở ngoài tự nhiên rồi. Vậy thì các bác có thể là làm chúa hoặc là những cái tổ ong nó cũng sung mãn thì đương nhiên nó sẽ cho những các cái mủ chúa chia đàn, thì các bác có thể tận dụng các cái mủ chúa chia đàn đó để thay thế những cái con chúa nó kém chất lượng. Thay thế cái con chúa nó có kém chất lượng thì cái cách thay nó rất là đơn giản. Các bác không cần thiết phải 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 bắt buộc là phải nhốt con tướng lại xong các bác mới thay, thì cái cách đơn giản nhất đó là những tổ ba cầu quân đông hoặc bốn cầu quân đông, các bác cứ tách ra một cầu, bao giờ con tướng nó đi giao cấu về nó đẻ lên cái con ấu trùng 4 5 ngày tuổi hoặc là đến nhộng thì các bác ghép nó lại, và các bác có thể là lấy con chúa đó các bác thay cho những các cái con chúa nó kém chất lượng, thì cái cách này nó cực kỳ hiệu quả và nó đạt rất là cao. Con chúa cũ vẫn đẻ nhưng con chúa khi mình tách ra như thế sau mình trả lại cho nó thì nó rất là ok các bác ạ. Thì nên là vì vậy nên là hôm nay em lên thì cũng đầu năm mới thì em cũng cũng muốn là để cho các bác nắm được một thêm một tí cái về cái kỹ thuật để các bác làm sao mà đạt được cái chất lượng nó cao nhất để cái tổ ong mình nó phát triển cái một cách tốt nhất để đến mùa mật nhãn các bác khai thác cái mật nhãn nó đạt cái hiệu quả cao nhất. Vậy thì bây giờ em lại đi vào cùng chia sẻ giao lưu về các cái câu hỏi của các bác. Đây, những cái vấn đề gì mà năm mới này thì các bác mà đang còn vướng mắc thì các bác cứ bình luận lên rồi là cùng nhau chia sẻ để cùng nhau phát triển. Nó cũng là một cái nghề sinh kế đấy các bác ạ. Nghề sinh kế đấy thì năm nay thì em cũng sang cái trạm mới thì cũng bắt đầu là hướng dẫn cho bà con một số và cũng một số và chắc là đến mấy hôm nữa thì em sẽ làm một cái kênh video để sau đi đi đi, đi bắt ong rừng với là bắt ong khoái và đi để cho những các bác mà đi bắt ong soi này rồi đi bắt ong khoái này. Đấy, và một số cái kỹ thuật mà đặc biệt thì em sẽ chia sẻ vào cái video đó. Đấy, còn cái kênh này thì em chủ yếu là chia sẻ giao lưu với các cái kỹ thuật với cùng với các bác thôi. Còn cái kênh kia thì chủ yếu là đi rừng và các cái mô hình tạo sinh kế cho bà con. Đấy, tại vì sang năm đây thì em cũng đã hướng làm một vài cái mô hình nữa. Thì là vừa làm vừa học tập, tất nhiên là không cái gì nó cũng phải có cái thất bại nhưng mà cũng cứ phải mạnh dạn, mình không làm thì cũng chưa biết đâu được nên là phải làm. Nên làm thì lúc đấy thì cùng lên cùng với các bác.
Thì bây giờ em đi vào cùng giao lưu chia sẻ các cái kỹ thuật cùng với các bác trên những cái câu hỏi. Các bác mà thấy video của em mà hữu ích thì các bác tặng em cái like ủng hộ. Nguyễn Thái, anh cho cả cảm nghĩ về con ong nội có nên làm kế và không nên kế, mô hình nào hiệu quả hơn? Vâng, thực ra là nói thật với các bác này, em đã từng làm kế 2 năm. Đấy là em chia sẻ với các bác, em đã từng làm kế 2 năm. Nếu như mà nói về hiệu quả thì đương nhiên không làm kế thì sẽ hiệu quả hơn làm kế. Nhưng nếu như mà chất lượng mật mà các bác có đầu ra, đấy, chất lượng mật các bác đầu ra thì lên kế trong vòng 2 tháng. Có nghĩa là thường thì là người ta sẽ lên kế được 2 tháng. 2 tháng đấy mà nếu các bác khai thác thì nó được khoảng 4 vòng. 4 vòng, nhưng cái sản phẩm các bác bán là phải đạt được cái giá thành nó phải rơi vào 400k một chai thì các bác mới có lợi nhuận nhiều. Chứ còn nếu như mà các bác lên kế mà cái sản phẩm các bác không bán được thì đương nhiên là nó không thể bằng cái việc các bác không lên kế, tại vì cái sản lượng của nó rất là ít. Nó ít hơn các bác tưởng tượng, giống như hệt là cái con ong nội và con ong ngoại. Ví dụ con ong ngoại một tổ ong của người ta có thể là đạt cao cao nhất có thể một vụ của người ta thì nó sẽ đạt tới một tạ một tổ ong. Nhưng cái ong nội của mình nhiều lắm thì như em biết là nhiều lắm thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm cỡ 25 lít trên một tổ ong. Đấy là em đã thấy là nhiều nhiều nhất rồi. 25 lít trên một tổ ong. Là cái ngày đấy em có bán cho cái chị cách chỗ em khoảng 4 cây thì mua 2 tổ. 2 tổ thì lúc mua thì họ mua có 4 cầu thôi, nhưng mà lúc đánh mặt là 7 đến 8 cầu. Nên là mỗi lần quay là ít nhất là quay vòng ít nhất là được 12 chai. Nên là quay là người ta em đợt đấy em tính là nó rơi vào khoảng tầm cỡ chắc là cũng phải được gần 30 lít, 30 lít một tổ. Có nghĩa là cả 2 20 tổ đó bình quân. Nên là vì vậy nên là cái việc mà làm kế thì cái lợi nhuận nó không cao, và lên kế thì các bác quay nó cũng được ít lắm, mỗi vòng quay nhưng mà không lên được kế 3 đâu nha các bác nhá. Hầu như chỉ lên được kế một kế thôi. Một kế là ấy, còn không lên được kế 3 đâu. Lên kế 3 các bác phải cho ăn. Đấy là chắc chắn, tại vì em đã từng nuôi 2 năm rồi. Em từng nuôi 2 năm mà nguồn ở em là cái mật ong hoa tự nhiên ở rừng nó cực kỳ cao, đặc biệt là vào giữa tháng 4 và cuối tháng 5, từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 5 được một tháng rưỡi thì lên kế nó cực kỳ cao. Thì mỗi lần quay thì ba cầu thì nó rơi vào được khoảng 2 chai, 2 chai mật. 2 chai mật mà nếu như các bác có cái giá thành bán được, tại vì ngày đấy em lên kế nhưng mà em được 12 chai, lên 2 thùng kế 12 chai nhưng không bán được, chủ yếu để nhà ăn. Nên tất nhiên là các bác phải phân biệt là giữa giữa cái mặt lên kế nó là mặt ong, còn cái mặt mà ta đang đánh mà không lên kế thì nó chỉ là mặt hoa thôi. Nên nó chỉ là mặt hoa thôi chứ không phải là mặt ong đâu. Nên là nhiều khi là mình hay dùng cái từ là mặt ong cho nó ấy, còn là nó là mặt mặt hoa đấy các bác. Vâng, rất là cảm ơn bác Nguyễn Thái, Nguyễn Công Khanh. Sao chú lên kênh muộn thế? Anh đang cần xuất 20 thùng ong mà không có người mua. Chú có khách giới thiệu khách cho anh với, tặng chú 10 like. Vâng, bác Nguyễn Công Khánh ơi, nếu như mà bác mà muốn bán thì bác cứ ghim cái số điện thoại trên comment đấy, có nghĩa là bác ghim luôn
Nghe ghim luôn, tại vì em dám hứa với các bác vậy này, các bác nào cần bán, cần giao lưu ở trên cái kênh của em đấy nè, thì các bác cứ ghim số điện thoại, ai người ta cần mua thì người ta sẽ khắc gọi cái số điện thoại ở như trên cái comment của bác. Tại vì nếu như một số người người ta có thể là người ta sẽ tìm cái số điện thoại không có, còn bác có nói lên trên đây thì cái số điện thoại không có thì người ta cũng không biết đâu mà người ta gọi. Nên bác có nghĩa là bác nhấn luôn vào cái chỗ bình luận ấy, nhấn luôn vào cái số điện thoại của bác cần liên hệ mua ong giống hoặc cần liên hệ mua mật. Em cho phép nhá, chứ em không 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 xóa đâu. Đây là em nói thật với các bác là em không không phải như người khác, là nếu như mà ghim các cái số điện thoại ghim giết là mình có thể là không không đấy, nhưng mà đây là em cho phép cái việc đấy. Thế tại vì khi lên đây là ta cùng giao lưu, còn riêng em thì ba cái việc mà ong giống với là mật ong các thứ là em có thể là cho các phép các bác là có thể giao lưu ở trên kênh của em. Vâng vâng nhá bác Nguyễn Công nhá, bác cứ ghim cái số tôi cần bán 20 tổ ong, nếu cần thì liên hệ vào số này thì là ok. Em không bao giờ em suy nghĩ cái việc đấy, em còn ủng hộ nữa. Vâng nha bác nha, rất là cảm ơn bác Nguyễn Công Khanh. Tuấn Đàm tặng bác một like. Quân đầu mùa mật dữ lắm, khói không ăn thua. Bác có cách nào hay không? Vâng, thực ra là nè, cái tổ ong xịt khói nhưng các bác phải phải biết cách xịt, có nghĩa là các bác không thể nhấc hẳn cái nắp thùng ra xong các bác xịt, và các bác đầu tiên các bác phải nhấc ra khoảng tầm cỡ, có nghĩa là để lại một bên các bác nhấc ra khoảng tầm cỡ 10 phân xong các bác xịt xịt khói xong là các bác hãy mở ra thì các bác lại xịt tiếp một lần nữa, con ong nó không sợ gì hết ngoài khói. Đấy là em khẳng định với các bác là nó không sợ gì hết ngoài khói. Đấy, còn cái tiêu diệt thì em không dám nói. Đấy, nhưng mà nếu như mà để cho con ong nó hiền thì ngoài khói ra không có cái gì bằng khói cả. Nhá bác Đàm Tuấn nhá. Nguyễn Văn Ngơ chào anh, tặng anh một like cho tôi hỏi. Ong của tôi thế ba vừa quân mà nó đã xây ong đực ở hai góc bánh tổ là và lác đác ở giữa, có phải chúa kém không? Cảm ơn. Nếu như con ong ấy mà nó xây ở giữa thì đó là chất lượng con chúa kém rồi, còn nó xây hai góc thì là do tính tụ đàn của con chúa, mà nếu quân vừa đủ mà nó xây thì do tính tụ đàn của con chúa kém nhé bác nhé. Hoàng Tuấn Kỹ Thuật chào anh, năm mới chúc anh thật nhiều sức khỏe. Vâng, cảm ơn Hoàng Tuấn. Không biết là lâu nay chú bán điện tử năm vừa rồi có ok không? Hoàng Tuấn đây là ở Đông Sơn này, lâu lắm rồi không gặp. Nguyễn Duyên, năm mới chúc anh và gia đình mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, chăn nuôi sản xuất phát triển. Mô hình bữa mô chú có ong chúa mới đầu xuân thì báo cho anh em biết chú nhé. Vâng, rất là cảm ơn Nguyễn Duyên. Vâng, lúc mà em làm chúa thì em sẽ chia sẻ lên trên video, đợt nào em làm em coi thời tiết thì em làm thì em sẽ chia sẻ lên. Vâng, rất là cảm ơn bác Nguyễn Duyên, chúc bác năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Nguyễn Quế Trung cho bác hỏi, bác có một tổ ong đến nó vào trong thùng không có cầu mà nó bám trên nắp ở trong thùng, giờ muốn bám vào cầu thì làm cách làm sao cháu? Tặng bác một like. Vâng bác ơi, cái đầu vụ đây mà các bác làm là nó cực kỳ hiệu quả này, đừng để cho thời tiết nó nắng quá là các bác làm là nó hay bị bốc bay. Đấy là riêng cái ong mà nó về nhà ấy thì các bác bao giờ cũng có một cái thùng và các bác chỉ cần có một cầu viện thôi,
thì các bác bắt vào xong các bác di chuyển khoảng tầm cỡ hơn một cây số. Đấy, có nghĩa là hơn một cây số các bác gửi ở đâu đó đó hơn một cây số, sau khoảng tầm cỡ 10 ngày các bác mang về. 10 ngày các bác mang về là ok. Đấy, cái cách này là cái cách cực kỳ hiệu quả, và vào đầu mùa là cái thời tiết nó chưa nắng rộ thì là con ong nó sẽ ở, và tối bác chỉ cần cho nó ăn một hai bữa thôi là nó ở lại ngay. Đấy, chứ còn là nếu như mà bác mà bắt xong các bác mang cách đấy khoảng tầm cỡ 5-6 mét là nó vẫn bay về cái tổ ong, có nghĩa là bay vào cái thùng mà các bác nó ở đấy, nên là các bác phải mang di chuyển đi khoảng tầm cỡ hơn một cây số, hơn một cây số, rồi là sau đó là khoảng 10 ngày các bác mang về. Đâu thì các bác đặt ở đâu, vườn nhà bác hay đặt ở gần nhà là ok, không sao cả nha bác nha. Mật ong nội Tây Nguyên chào anh, chúc anh và mọi người một đêm vui vẻ. Vâng, cảm ơn mật ong nội Tây Nguyên Nguyễn Hoàng, chào chú Nghĩa, tặng chú một like. Vâng, cảm ơn bác Nguyễn Hoàng ạ. Nguyễn Bồng, chào chú Nghĩa, nhân buổi giao lưu đầu năm tôi chúc năm mới chú, chúc gia đình năm mới sức khỏe hạnh phúc an khang thịnh vượng, cho tôi gửi lời chúc tới mọi người nuôi ong mật tặng like chú nhé. Vâng, rất là cảm ơn bác Nguyễn Bồng ạ, cũng gửi lời chúc của bác Nguyễn Bồng cho anh em cái nghề nuôi ong của mình đang xem kênh một năm mới dồi dào sức khỏe, nuôi ong thành công. Đàm Tuấn, mặt rừng đầu nguồn có rồi bác ơi, chúc các bác nuôi ong có vụ mật bội thu. Vâng, cảm ơn bác Đàm Tuấn. Thực ra là em thấy ong mới di chuyển thôi, còn là không biết là các bác mới bắt được thì em cũng chưa, có nghĩa là em chưa lên đơn vị, mấy hôm nữa em mới lên đơn vị. Thì năm nay cũng như năm nay em cũng nói em sẽ làm một cái kênh chủ yếu là đi bắt ong rừng, làm lấy một cái kênh, nhưng mà lúc đầu thì em sẽ làm cả cái này, những cái video nào hay thì em sẽ làm vào cái kênh đó. TikTok Open, chào bạn, tặng bạn một like bạn nhé. Vâng, cảm ơn TikTok Open ạ. Mai Phương, vâng, cảm ơn bác Mai Phương ạ. Nguyễn Thị Mị, thu hồi rồi. Phạm Quyết, nhãn bây giờ có ngồng thì khoảng nào nở hoa bạn ơi? Nếu như bắt đầu có ngồng thì nó rơi vào khoảng một tháng rưỡi nữa thì mới có mặt nhé bác nhé, nếu như có ngồng nhé. Thế còn lọc khác các bác phải phân biệt là giữa lọc và ngồng là nó khác nhau. Nếu những cây vải, cây nhãn mà nó có lọc thì thường nó sẽ ra rất là ít quả, tại vì nó ra bằng ở nách chứ nó không ra ở như cái đầu 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 của bông hoa. Đấy, nên là vì vậy nên là thường thì đến 80% là nếu ra lọc thì là hoa sẽ không có, còn lại là nếu như mà ra ngồng thì là 100%. Thế còn 20% là nó sẽ, nếu ra lọc 20% nó sẽ ra hoa ở như các cái nách lá. Vâng, rất là cảm ơn bác Phạm Quyết. Đỗ Khôi, anh nghĩ năm mới như ý, vẹn toàn, bình an, mạnh. Vâng, rất là cảm ơn Đỗ Khôi. Nguyễn Hùng, cách cho ong như thế nào để có được bầu mật to? Vâng, cái bầu mật to đây này nó cực kỳ đơn giản, nhưng vì các bác không để ý, có nghĩa là nếu như nhiều như bọn em thì nó khó hơn một chút, nhưng mà nếu như mà ít nó khoảng 10-15 tổ nó cực kỳ đơn giản, hoặc là 20 tổ nếu các bác có thời gian.
Nếu như bắt đầu vào cái độ tuổi mà nó bắt đầu vít nắp được khoảng một bàn tay lại, cách đó khoảng 10 đến 15 ngày để các bác đánh vào vụ nhãn hoặc vụ vải, thì các bác làm giống như hệt là các bác khai thác mật, là các bác cắt hết các cái vít nắp đi. Cái đầu tiên là các bác rủ xong các bác cắt hết các vít nắp đi. Thế sau đó là tối các bác cho nó ăn. Thế tối các bác cho nó ăn với cái trữ lượng là nó rơi vào khoảng 300 ml. Thế thì là đương nhiên là nó sẽ phình cái bào mặt ra, tại vì độ tuổi tiết sáp cộng với nguồn mặt nhiều thì nó sẽ sình phình bào mặt ra. Và các bác để cái khoảng cách giữa cầu nọ với cầu kia nó phải rơi được 7 ly. Thế có nghĩa là khoảng cách giữa cầu nọ với cầu kia là nó rơi được 7 ly. Thì đương nhiên các bác cho ăn thông khoảng 3 ngày như thế thì mỗi tổ các bác chỉ mất 1 cân đường thôi. Thì đương nhiên nó sẽ phình cái bào mặt ra. Đấy, phình bào mặt ra thì đương nhiên là nó sẽ các bác sẽ đánh cái vòng đầu là các bác bỏ ra. Có nghĩa là sau đó ý là các bác sẽ đánh cái vòng đầu các bác bỏ ra. Đấy, tại vì trước cái lúc mà các bác thu cái thu cái nguồn vải hay nguồn nhãn gọi là nguồn mật đấy, thì là các bác cứ làm trọn vẹn, nhưng mà các bác có nghĩa là cắt cái vít nắp của mặt thôi nhá, chứ không phải khai thác mật. Đấy, các bác phải hiểu hai cái từ khai thác mật hay là dọn chuồng mật là nó khác nhau hoàn toàn. Nhưng các bác chỉ cần cắt cái vít nắp thôi, sau đó là các bác cho nó ăn. Đấy, nhưng các bác phải tính được là cái độ tuổi, ví dụ như là cái độ tuổi nó đang trứng ấu trùng thì là các bác không nên cắt, tại vì các bác cắt cho nó ăn thì nó cũng không phình ra, tại vì nó không có độ tuổi tiết sáp. Nên là vì vậy nên là những cái tổ nào ấy nè mà các bác thấy mà bắt đầu là nó mới vít nắp được 2 phần, thế thì các bác cắt rồi, xong là tối các bác cho cái tổ đấy ăn. Thế tối các bác cho tổ ăn, cho ăn 3 ngày thông thì đương nhiên là nó sẽ phình cái bào mặt ra nhá bác nhá. Đỗ Khôi, ông em bốn cầu Quân Đông đã đắp mũ chúa xin cho cách khắc phục. Vâng, cái đắp mũ chúa ấy nè, lợi dụng vào cái thời điểm này. Đấy, có nghĩa là thời điểm này là nó chưa có, mình gọi là nó chưa có nguồn mấy. Đấy, mà thời tiết ấm thì các bác có thể tận thu các cái mũ chia đàn. Thì các bác tận thu như thế nào? Có nghĩa là khi các bác thấy mà cái mũ chúa bắt đầu vít nắp thì các bác nhấc ra một cầu Quân Đông. Còn nếu như mà một cầu các bác nhấc ra nhưng chưa thấy đông, nghe mà cái cầu đấy thì phải có một cái mũ chúa. Nghe thì là cái này thì nó rất là đơn giản, nhưng mà các bác phải lưu ý một chút, nó cực kỳ đơn giản. Thì các bác nhấc ra một cái cầu Quân Đông, nếu như mà cầu chưa Quân Đông thì các bác có thể rủ thêm nửa cầu vào cho cái tổ đấy. Thế có nghĩa là các bác nhấc một cầu sang, các bác lại nhấc tiếp một cầu, các bác rủ rủ sơ vào cái tổ cũ đi, xong các bác rủ tiếp vào cái tổ mà mình nhấc sang. Tại vì thường cái con ong non nó sẽ bám chặt hơn, và cái con ong già các bác rủ nhẹ cái là nó rơi xuống thôi hoặc là cái con đi ăn là rủ nhẹ cái là nó rơi xuống thôi. Nên là các bác lưu ý một chút, các bác rủ nhẹ ở như cái tổ cũ cái xong các bác hãy mang sang cái tổ mới để các bác rủ. Còn là cái cách mà nếu người nào mà người ta quen rồi thì người ta thường là tổ mới thì người ta sẽ để 3 cầu, còn là tổ cũ người ta để 1 cầu, để cái tổ mà cũ đấy để cho nó có mùi pheromone của con chúa. Còn là cái tổ mới thì các bác nhấc con chúa ra sang 3 cầu, sau đó các bác lao vào cho nó 1 cầu. Đấy, lao vào cho nó 1 cầu để là mục đích để làm gì, để cho nó dàn cái quân ra, nó không đắp cái lỗ lăng ông đực và cũng không đắp mủ chúa nữa. Đấy là cái mục đích để mình hạn chế cái việc cái tổ ong nó đắp cái mủ chúa. Tại vì tổ ong các bác phải biết này, khi mà nó mọc mủ chúa là tổ ong đấy, nếu nói nôm na thì là tổ ong đấy đông quân chật chội. Đấy, nguồn mật nguồn phấn nó dư thừa thì nó sẽ có nhu cầu chia đàn để duy trì nòi giống. Đấy, nó đơn giản là nó như thế. Vậy thì mình khắc phục nó ra là mình tách ra 1 cầu, đáng như là nó chỉ có 1 lớp rưỡi quân thì các bác làm 2 lớp quân.
Nghĩa tại vì là khi có mũ chúa, các bác có muốn cho nó xây cái mũ chúa nữa thì nó có mũ chúa rồi, nó cũng chả quan trọng, mình chỉ lựa chọn một cái mũ chúa thôi mà. Và sau đó khi mà con tướng nó nở ra, đây các bác phải lưu ý cái chỗ này này, khi con tướng nở ra thì các bác nở ra đến ngày thứ hai thì các bác đổi cho nó một cầu, có nghĩa là đổi cái cầu mà nó nở cái mũ chúa đấy sang cái cầu mà có thể là nó có nhiều nhộng hay nhiều trứng ấu trùng, các bác đổi cho nó một cầu, mục đích để hạn chế cái con ong thợ nó lâu là nó không còn mùi pheromone, nó không ức chế nữa thì nó sẽ đẻ trứng. Thì các bác đổi như thế thì không bao giờ có việc mà cái con ong thợ nó đẻ trứng vào khi mà con chúa đi giao cấu về. Thế nên là các bác chỉ cần đổi như thế, cái vừa là làm cho cái tổ ong đấy nó sẽ có cái thế, cái có nghĩa là cái cầu ong đấy nó sẽ, các bác đổi sang cái cầu kia thì nó có chúa nó sẽ đẻ vào, thì nó sẽ có thế hệ kế tiếp. Nó có thế hệ kế tiếp thì không bao giờ nó ảnh hưởng đến cái tổ mà mình đang dự trữ để phát triển cái cầu ong đó. Đấy. Và sau khi nó đi giao cấu về, nó đẻ được khoảng 3 ngày, các bác đấy, lao vào cho nó một cầu, hoặc các bác không thích thì các bác có thể là khi mà cái ghép thì các bác lại phải để cho nó lên ấu trùng 4 5 ngày tuổi, hoặc là lên nhộng thì các bác hãy ghép vào. Đấy, các bác chỉ cần nhớ những cái đơn giản nó như thế thì các bác làm những cái tổ ong nó cực kỳ ok, không sao cả đâu. Và đợt này em lên thì chắc là em cũng sẽ làm mũ chúa để em thay những cái con chúa già, những con chúa kém chất lượng, để đợi đến vào mùa đánh mặt hè. Tại vì em cũng còn, chắc là cũng còn phải hơn chục con chúa kém chất lượng. Còn cái đợt tháng 11 kia em thay hết rồi. Vâng, rất là cảm ơn bác Đỗ Khôi, Nguyễn Tuyết. Chào chú Nghĩa, sao ong em hai cầu mà nó đã xây ong đực, giờ phải xử lý thế nào? Xin cảm ơn. Vâng, bác ơi, nếu như hai cầu ấy, xây ong đực ấy, mà ong đàn ong mà vừa quân, ta gọi là lớp rưỡi đi, vừa quân thì là cái đầu tiên là khẳng định là con chúa đấy là có tính tụ đàn kém. Còn nếu bác khắc phục thì nó sẽ có hai cách. Một là các bác viện cầu thêm vào cái cầu mà ít trứng nhộng ấu trùng, các bác viện thêm vào cho nó một cầu. Đấy. Cái cách thứ hai là các bác nhờ tổ khác xây. Đấy, bỏ vào cho nó. Đấy. Còn cái cách cuối cùng đó là các bác có thể là làm chúa thay con chúa đấy đi. Đấy, tại vì cái tính tụ đàn nó kém thì đến lúc mùa đánh mặt đấy, mà lúc nào nó cũng chỉ có nhu cầu để nó xây xây mũ chúa thì cái lượng mặt, cái sản lượng nó sẽ kém đi. Đấy, đấy là mấy cái cách mà các bác làm để cho hạn chế cái mức tối thiểu vào cái mùa đánh mặt mà nó có nhu cầu xây mũ chúa. Nguyễn Hiếu, vài vải ra hoa rồi mà ong chúa có mặt, ong chưa có mặt vì sao chú? Vâng, thực ra là vải ra hoa rồi nhưng mà hoa vải bao nhiêu phần trăm, và cái thời tiết từ Tết ra đến giờ các bác biết là nó chưa lên được 26 27 độ thì cái nguồn hoa nó chưa tiết ra được, hoặc là chưa nở quá 30% thì chủ yếu hoa đực thì nó cũng không tiết ra mặt nhé các bác nhé. Các bác phải nhớ vậy này, nếu như nhiệt độ mà nó cứ dưới khoảng 23, 24 thì cái lượng hoa nó tiết ra mặt không đáng kể. Đấy là cái đầu tiên nhá. Cái thứ hai là hoa nở chưa quá 30% thì cái lượng mặt trong hoa nó sẽ chưa có, tại vì lúc đầu là chỉ hoa đực nở thôi. Đấy. Cái thứ ba ấy nè, nguồn hoa của các bác chưa có nhiều, có nghĩa là các bác thấy hoa nở nhưng mà cả một khu vực của các bác mới có khoảng 10 đến 15 cây, thì đương nhiên là cái việc mà cái nguồn hoa để mà cho con ong để nó phục vụ cái khu vực của các bác nó chưa đủ. Đấy. Thì đương nhiên là nó sẽ chưa nhiều, đó là những cái mà, còn cái thứ tư đó là độ tuổi lao động nó không có nhiều thì đương nhiên nó cũng không cho các bác nhiều cái sản lượng. Đấy là những cái mà mình gọi là nó thu lại cái lợi, cái khai thác mặt nó kém nhất, nên là vì vậy nên là
Người ta mới biểu rằng nó có ba cái chính để các bác có được: một là nguồn ngoài tự nhiên, hai là thời tiết, ba là độ tuổi lao động của con ong. Nên các bác chỉ cần nhớ ba cái điều đó thì các bác đánh mặt nó cực kỳ hiệu quả. Đấy, thì là cái gì thì nó đều phải có những cái mình gọi là khoa học, mà cái khoa học nó chứng minh rất là rõ ràng. Thì các bác áp dụng được ba cái vấn đề đấy vào đúng vụ thì đương nhiên là các bác khai thác mật là hiệu quả tối đa nhất. Đấy, nhưng bây giờ các bác biểu bây giờ tôi có đơn giản là tôi có nguồn hoa này nhiều này, độ tuổi lao động nhiều này, nhưng mà cái thời tiết nó cũng chỉ có mỗi, ví dụ thời tiết nó chỉ rơi vào khoảng 21 đến 22 độ, cao lắm là lên đến 24 độ, thì các bác khai thác mật nó cũng sẽ không cho nhiều được, đúng không? Thế các bác thời tiết đẹp này, ong độ tuổi tốt này, nhưng mà cái khu vực của các bác nguồn hoa nó chỉ vừa phải, nó không có nhiều, thì nó cũng chỉ để phục vụ cho bản thân các cái tổ ong đấy thôi, đúng không? Nguồn hoa nhiều này, thời tiết tốt này, nhưng độ tuổi lao động không có, thì các bác cũng nó cũng sẽ không cho ra được cái khối lượng mật tốt được, đúng không? Đấy, nên là ba cái đây lúc nào nó cũng phải đi liền với nhau. Có nghĩa là ba cái yếu tố chính đó lúc nào nó cũng đi liền với nhau. Nếu như các bác sắp xếp và khắc phục rồi là áp dụng thì ba cái yếu tố đấy nó đạt tiêu chuẩn cả, thì các bác khai thác mật đến mức tối đa của một tổ ong. Đấy. Nguyễn Vượng, em chào bác Nghĩa nhé, chúc bác và gia đình luôn vui vẻ mạnh khỏe. Vâng, cảm ơn bác Nguyễn Vượng ạ. Nguyễn Đình Bình chào chú Nghĩa cùng bà con đam mê nuôi ong, anh tặng chú một like rồi nhé. Vâng, rất là cảm ơn bác Nguyễn Đình Bình ạ. Huy Hoàng Vlog, chúc anh Nghĩa mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc nhé, và chúc mọi người đầu xuân mạnh khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. À, vâng, rất là cảm ơn Hoàng Huy Vlog. Nguyễn Thị Mị, vâng, cảm ơn Nguyễn Thị Mị. Quang Hợp, năm mới chúc bạn và gia đình sức khỏe và sáu. Vâng, cảm ơn Quang Hợp ạ. Nguyễn Đình Bình, chú Nghĩa cho anh hỏi vào mùa mật nhập cho đông quân để lên kế có được không? Anh cảm ơn. Vâng, cái này thì là bắt buộc nha. Nếu các bác lên kế, các bác lên kế thì các bác bây giờ em chia sẻ để các bác lên kế cho nó dễ này. Nếu như mà các bác bán được nguồn mật thì lên kế nó không có cái gì là khó cả đâu các bác ạ. Thì em sẽ chia sẻ cho các bác cái bí quyết để lên kế mà nó đạt cái hiệu quả nhanh nhất và cao nhất. Cái đầu tiên nên là các bác phải làm sao để tổ ong xây cầu được. Cái xây cầu thì cái đầu tiên các bác nhờ các tổ khác xây cầu. Xây cầu tại vì cái đầu tiên là phải xây cầu kế. Cầu kế thì nó rơi vào tùy từng người làm. Như ngày trước em làm là kế của em là cả khung nữa, nó rơi vào 15 phân. 15 phân là cả khung, còn là thường người ta chỉ làm 13 thôi. Đấy, thì là nó tùy theo cái người lên kế. Thùng là thùng 27. Đấy, thùng 27 nhá, có nghĩa chiều rộng của nó 27. Đấy, nên là cái lên kế thì đương nhiên là các bác không được làm thùng bé quá. Đấy, bé quá thì nó sẽ chật chội. Nó sẽ rất là khó. Thì cái đầu tiên là các bác phải nhờ các tổ khác trong vòng khoảng 3 đến 5 ngày nó sẽ xây, có nghĩa là nó xây cái bánh tổ cho các bác. Cái thứ hai là các bác nhập đàn nhưng tướng phải tính tụ đàn cực kỳ cao. Ví dụ các bác cái ở tổ dưới thì các bác có thể để ba cầu nhưng lượng quân nó phải lên 5 cầu. Nhưng con tướng các bác phải lựa chọn con tướng nó có tích tụ đàn cực cao để cho nó không có nhu cầu xây mủ chúa. Đấy là những cái mà mình gọi là lên kế để làm sao để lúc mà mình chỉ bỏ vào cái thùng kế
Thì đương nhiên nó đã xây sẵn rồi thì nó chỉ đổ mặt thôi các bác. Nó xây sẵn rồi, còn cái nào nó thiếu, có thể nó thiếu một tí góc các thứ thì tự nó cũng sẽ xây. Ê, thì là các bác đơn giản nhất là các bác nhờ cái tổ hai cầu. Có nghĩa là nhờ cái tổ hai cầu mà độ tuổi tiết sát nhiều, các bác chỉ nhờ nó xây có 2 đêm xong, không bao giờ nó đẻ trứng luôn. Ê, nhưng mà nếu các bác mà nhờ cái tổ ong mà nó đông quân quá nó xây thì nó lại không xây hiệu quả đâu. Nên là các bác cứ nhờ cái tổ hai cầu xây. Ê, nhờ tổ hai cầu xây sau đó là các bác sau có nghĩa là sau đó là các bác cho nó vào cái thùng kế. Ê, thì là ba cầu đó thì nó rất đơn giản. Ba cầu đó thì các bác chỉ mất có mỗi 3 ngày trời là các bác lên kế được thôi. Ê, lên kế thì sau lên kế thì các bác dùng cái mặt dọn chuồng ấy là lần đầu tiên là các bác thúc cho nó để làm sao để cho nó có một cái gọi là ở dưới là cho nó đầy xong nó mới đưa lên lên kế được các bác. Thế tại vì cái lượng mật ong mình dọn chuồng đấy này, thì trong nó là nó lại bẻ gãy tiếp một lần nữa rồi. Thế nên là các bác không lo là cái đó, các bác thúc cho nó 2 ngày có nghĩa 2 bữa thì đương nhiên nó sẽ xây rất là nhanh và hiệu quả rất là cao. Thì cái lên kế nó rất là đơn giản là như thế, nó không ra không khác gì mà nuôi giống như con ong của mình, nhưng mà cái ban đầu các bác phải làm nó phải cực kỳ ngon lành thì là sau nó chỉ cứ thế là nó làm thôi. Tại vì lên kế thì có bác thì làm bằng dây nhưng có bác thì làm bằng hộp, có nghĩa là các bác bỏ vào 2 cái hộp các bác đưa vào cái cầu kế rồi tự nó xây, nhưng 2 hộp hay không thì các bác đều phải nhờ các cái tổ bình thường nó xây bánh tổ cho nhá bác nhá. Nguyễn Trịnh Nguyễn Trung Trịnh chào chú Nghĩa nhé, đầu xuân tặng chú like, chúc gia đình chú an khang thịnh vượng. Vâng, rất là cảm ơn Nguyễn Trung Trịnh ạ. Mật ong nội Tây Nguyên bác cho em quảng cáo xíu, có em có ít mật ong nội cạo mật nắm không không lẫn mất, không lẫn mất à, hay lần mất, không lẫn bất kỳ gì, mật đều. Cà phê em ở Đắk Nông, bác nào muốn mua liên hệ 0843 432 423. Cảm ơn anh Nghĩa. Vâng, ok nhá. Các bác cứ nhấn số điện thoại cho đây đây. Bác nào muốn mua mặt cà phê Tây Nguyên này này của bác mặt ong nội Tây Nguyên thì các bác cứ liên hệ vào cái số điện thoại của bác đây này, 0843 này 423 423. Vâng, không có gì cả, các bác cứ ok đi, bác nào thích liên hệ lên trên cái đấy, các bác cứ ghim cái số cho biết giống như bác đây là ok, không sao cả. Nguyễn Văn Phúc, anh chuẩn, anh chấm like cho em rồi, anh chúc gia đình em mạnh khỏe vạn sự như ý. Cho anh hỏi, anh nhập ong ban đêm sao anh hun khói nhiều quá, sao mà thấy ong bị chết một số hay ong bị cắn nhau? Vâng bác ơi, cái đầu tiên là không được ghép ong buổi tối. Ghép buổi tối các bác chỉ ghép gián tiếp, không được phép ghép trực tiếp. Đấy là cái đầu tiên nhá. Nè, cái thứ nhất là làm sao trộn, cái thứ hai những con ong nó bay ra là nó không biết đường về. Nên là không được ghép ong vào buổi tối, không được hun khói vào buổi tối, thậm chí là các bác hun vậy là nó còn cào nhọng, nó cắn nhau, nó chết hết kìa các bác. Nên là nếu ghép vào buổi tối chỉ được phép ghép gián tiếp, mà cách ghép gián tiếp thì các bác cũng biết rồi. Ê, thì các bác ghép ở thành thùng mặn này, sau khoảng ví dụ các bác ghép lúc 7 giờ thì đến 10 giờ các bác xịt ra rửa, sáng mai thì các bác với bỏ ván ngăn ra xong các bác với dịch vào. Đấy là cái cách ghép gián tiếp. Còn
Ghép trực tiếp thì các bác chỉ được phép ghép ban ngày, không được phép ghép ban đêm. Hoàng Mỹ, chào chú, chúc chú năm mới có nhiều sức khỏe. Anh tặng chú 10 like. Vâng, rất là cảm ơn bác Hoàng Quý ạ. Nguyễn Lâm, đầu xuân chúc bạn và gia đình an khang thịnh vượng. Vạn sự như ý. Vâng, rất là cảm ơn Nguyễn Lâm ạ. Phạm Quyết, bây giờ nhãn có nguồn ngồng rồi, liệu lao cầu bây giờ có kịp không? Bạn ơi, xin được tư vấn. Cảm ơn bạn Nghĩa rất nhiều. Vâng, bây giờ lao cầu là ok nhé bác nhé. Em chắc phải 12 em mới lao cầu. Đấy, 12 em lao cầu và 12, 12, 13 em mới bắt đầu em lên để em làm cơ. Nên là thực ra là nó do cái tính chất công việc hơi nóng này các bác. Vâng, bác nào chưa nhấn like, các bác nhấn, các bác biết nhấn like, các bác nhấn để cái like. Ngoài kia họ hát karaoke nên em phải vào trong phòng các bác. Nay ở như em không khí Tết lắm. Hai trăm bốn mươi bác mà mới được 88 like thì các bác ạ. Hơi bác nào năm mới coi như là không có gì tặng mà các bác biết nhấn like thì các bác tặng cho em cái like khuyến khích nó máu các bác. Vâng, lao cầu ok nhá bác Phạm Quyết nhá. Còn nếu như mà cái tổ đấy mà nó chưa làm được thì các bác nhờ tổ khác xây. Còn đặc biệt là bác nào ít ấy mà không có, mình không biết độ tuổi ấy, các bác lao đồng loạt. Xong là tổ nào nó xây nhiều thì các bác mang cái cầu đấy cho cái tổ mà không xây ấy. Nó rất đơn giản vậy thôi mà. Nguyễn Huy, cảm ơn anh đã giải thích. Vâng, không có gì cả nhá bác Nguyễn Huy nhá. Nguyễn Văn Phúc, chú Nghĩa cho anh hỏi, buổi sáng anh thấy ong vẫn đi lấy phấn bình thường, sao mà buổi trưa ong nó vẫn bốc bay? Vâng, đúng rồi bác ạ. Tại vì là như lúc đầu cái đầu video ấy, em có giải thích với các bác này là vài ba hôm nữa là thời tiết nó sẽ nắng ấm, những cái tổ trắng cầu thì đàn ong với bốc bạch. Thế có nghĩa là thường thì đến 95% thì những cái tổ ong đấy là trắng cầu thì nó với bốc bay, còn những cái tổ ong không trắng cầu thì nó chỉ chia đàn thôi, trừ trường hợp nhỏ, có nghĩa là xác suất nhỏ, đó là bị thiên địch nó quấy phá thì nó với bốc bay. Nên là những người nuôi ong mà người ta đã có những người, ví dụ như em trước khi về Tết là hầu như em phải đảo cầu. Em đảo cầu và em giữ tổ ong đấy, như bữa hôm em mới quay cho các bác, bữa hôm mùng 2 ấy. Hôm mùng 2 là em về Tết đấy các bác. Thì là đến mùng 4 là em đăng cái video đầu tiên ấy. Là trước khi em về là những tổ nào trắng cầu là em cho nó thêm vào cầu là chứng nhận ấu trùng. Để làm gì? Mục đích để giữ cái đàn ong không cho nó bốc bay. Có nghĩa là mục đích cuối cùng là giữ cái đàn ong không cho nó bốc bay. Thì là khi đàn ong mà có chứng nhận ấu trùng đấy thì không bao giờ đàn ong bốc bay. Thì đến lúc em lên thì hắn có trắng cầu thì lúc đấy em lại mới bắt đầu xử lý, em nhốt chúa lại em xử lý. Nó rất là đơn giản nhưng mà vì là ta chưa biết cách. Chứ còn là cái việc nó lấy phấn là nó vẫn có lấy phấn nhưng mà nó lấy không được nhiều. Các bác cứ gỡ ra coi những tổ ong bốc bay thì đến 95% là trắng cầu là tổ ong bốc bay. Nên là các bác, nếu như bác nào mà không tin thì các bác cứ để ý những tổ ong bốc bay đến 95% là tổ ong trắng cầu. Nên vì vậy khi tổ ong còn chứng nhận ấu trùng thì nó sẽ không bốc bay. Và còn một ít là nếu như mà tổ ong chỉ có trứng không thì đàn ong nó cũng ví bốc bay hoặc trắng cầu nha bác nhé.
Trần Dương TQ, anh cho em hỏi hoa bưởi có mật không? Hoa bưởi có cả mật lẫn phấn, nhưng vì bưởi họ trồng rất là ít nên cái nguồn nó không được nhiều nhá bác. Trần Dương nhá, 82 Minh Thảo, chào anh, tặng anh like nhé. Vâng, cảm ơn 82 Minh Thảo ạ. Nguyễn Đức Tùng, chúc chú Nghĩa năm mới nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thành công. Vâng, cảm ơn Nguyễn Đức Tùng ạ. Không có, tôi đầu năm mới chúc anh mạnh khỏe, hạnh phúc. Tôi cho tôi hỏi ong của tôi hiện nay hai cầu, ong yếu, cách xử lý, cảm ơn anh. Vâng, cái tổ hai cầu này là quân yếu này, thì nếu các bác mà có từ năm tổ đổ lên nè, có nghĩa là nó phải có, chứ còn duy nhất một tổ thì không có cái cách nào bằng cái cách mà có nghĩa là chỉ có mỗi là khắc phục thôi, có nghĩa là làm sao để cho cái thế hệ quân kế tiếp nó được nhiều hơn, thì cái mục đích mà quân có thể nhiều hơn thì các bác phải rút bớt cầu. Nghe, rút bớt cầu, còn nếu nó vừa đủ quân thì các bác phải chăm sóc, đó là cho nó ăn được. Nghe, vào mùa này thì bây giờ cái nguồn phấn nó sẽ có rồi, thời tiết nó ấm lên rồi thì nó sẽ có nguồn phấn rồi. Chứ còn là nếu nó xưa quá không còn cái cách nào khác là ngoài cái cách rút cầu. Còn nó nếu 3 4 tổ hay là 5 tổ thì các bác có thể đổi cầu cho nó, đổi những cái cầu mà nó đang nở, đổi cho nó để cho nó đông cái quân lên, ít nhất là nó phủ kín được một cái mặt ong, có nghĩa là cái cầu ong nó phải phủ kín cả hai mặt, gọi là một lớp quân, thì là nó mới đảm bảo được để cái sự sinh trưởng và phát triển cái tổ ong nó mới tốt được. Đàn ong có sức khỏe thì đương nhiên là nó mới điều hòa được nhiệt độ, mà nhiệt độ có đủ thì trứng nó không bị ấu trùng nó không bị thối thì nó mới phát triển được. Các bác hiểu đơn giản như thế, các bác chăm sóc bất cứ một con gì hay nuôi bất cứ một con gì, nếu các bác đã bị vấp rồi sau các bác khắc phục thì đương nhiên nó sẽ thành công hơn rất là nhiều khi bác mà mới nuôi mà thành công năm đầu, năm sau các bác chưa có chút kinh nghiệm nào, nói chuyện bốc bay hay là hắn chia đàn là cái chuyện bình thường, kể cả như bọn em nuôi đâu năm như thế này. Nhưng mà kể cả chuyên gia mà người ta bảo là tôi nuôi cả từ đầu năm 3 4 năm nay nhưng chẳng có đàn nào bốc bay, cũng chẳng có đàn nào chia đàn, là những ông đấy là ông nói phét hết, nghe nói phét hết, em dám khẳng định như thế. Riêng nuôi con ong là cái chuyện là nó bốc bay hoặc nó chia đàn là sẽ không tránh khỏi được, không tránh khỏi được, nhưng mình biết thì mình hạn chế đến mức tối thiểu, ví dụ một năm người chỉ mất có một hoặc hai đàn. Còn là ví dụ như chú em như năm ngoái là không mất đàn nào, không mất một đàn nào, nhưng cái chia đàn là sẽ có, nhưng mà bắt được lại thì là điều quý, còn không bắt được lại thì cũng phải chấp nhận. Nên là riêng nuôi cái con ong là nó có những cái mà mình gọi là cái kỹ thuật của nó thì nó không có nhiều, nhưng ngược lại thì nó xảy ra nhiều cái mà mình không thể làm gì được. Nãy đến đâu nhỉ? À vâng. Nguyễn Đức Tùng, tôi có 4 cầu đông đang xây mũ chia đàn, có chia ra không? Vâng bác ơi, bác cứ chia ra một cầu ra nhé bác nhé. Bác chia ra một cầu có nghĩa là bác chia ra một cầu vừa phát triển, vừa có thể là nếu như ở nguồn của bác nhiều thì các bác có thể vừa đánh mặt vừa chia đàn. Còn nếu như mà các bác phải biết này, chia một cầu ra nó rất là có lợi. Nó có lợi là vì vậy này, các bác tách một cầu ra thì các bác sau khi nó nở cái mủ chúa đó thì các bác chỉ cần đổi cái cầu thì lúc nào nó cũng có cái thế hệ quân kế tiếp các bác, lúc nào nó cũng có thế hệ quân kế tiếp thì nó sẽ rất là ok. Còn nếu các bác tách ra 2 cầu thì nó đã mất 2 cầu đó, nó rơi vào mất 8 ngày là không có cái thế hệ quân kế tiếp thì nó sẽ thiệt thòi cho các bác. Nên là vì vậy nên là cái giai đoạn mà mình gọi là đăng nhữ chúa hay là ta dưỡng chúa
Để có những cái con chúa mới thì ta chỉ cần tách một cầu thôi, tại vì vào mùa này nó không rét đâu các bác ạ, nên các bác cứ yên tâm là vào mùa này nó không rét thì các bác làm nó cực kỳ ok. Đấy, chứ còn mùa kia thì đương nhiên phải tách hai cầu để cho nó có cái quân đông. Đấy, rồi là nó phát triển nó mới tốt được, nhưng mùa này các bác chỉ cần tách một cầu là ok rồi, tại vì nó lập xuân từ hôm 25 rồi các bác ạ. Nên là bây giờ là không có đợt rét nào mạnh đâu. Đấy, có rét mạnh thì nó cũng chỉ xuống đến 18 độ. Đấy, nên là bữa hôm cách đây khoảng tầm cỡ nửa tháng em có chia sẻ với các bác. Đấy, nó có chậm lắm thì có nghĩa là thời tiết nhiệt độ nó xuống lắm thì cũng đến 16, 17 độ. Đấy, còn là như em theo dõi như đợt này nó xuống lắm thì cũng chỉ có mỗi 20 độ thôi các bác. Đấy, mấy bữa nữa nó còn lên 32 độ rồi các bác. Hà Thịnh tặng bác một like. Vâng, cảm ơn Hà Thịnh ạ. Đàm Tuấn YouTube mà cho chấm sao thì tặng bác 5 sao vì có nhiều video chia sẻ hay. Vâng, rất là cảm ơn bác Đàm Tuấn ạ. Bon Bi chào chú Nghĩa, tặng chú một like cho bác hỏi tại sao phải đảo cầu và cách đảo như thế nào là đúng. Vâng, thực ra là cái đảo cầu là nhiều các bác là không đảo. Không đảo thì thường cái cầu trong cùng ấy là nó có nhiều phấn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nó hay bị khô bánh tổ. Cái thứ ba ấy là hay bị gặm cầu hoặc sâu bánh tổ cái cầu trong cùng. Đấy, đấy vậy thì là mình cái mục đích là san sẻ để cho các cái cầu nó có những cái lỗ lăng nó được bỏ mặt vào hoặc là để trứng thì nó không bị khô cầu, không bị hư cái cầu, không bị già cầu, không bị sát cầu và nó đẻ vào đều các cái lỗ lăng. Đấy, thì đương nhiên các bác phải đảo cầu, thì cái mục đích đảo cầu nó rất là đơn giản. Đấy, thì mỗi lần các bác kiểm tra thì các bác tiện tay, ta gọi là mỗi lần các bác kiểm tra các bác tiện tay thì đảo cầu trong ra cầu ngoài. Đấy, cầu ngoài vào giữa. Đấy, còn là cầu nào đẹp thì các bác cho vào trong cùng. Đấy là tiện tay, có nghĩa là mỗi khi các bác kiểm tra cái tổ ong đó thì các bác tiện tay các bác đảo luôn thì không mất công. Thì là nó rất là đơn giản như thế. Thì thường những cái cầu nào mà nó có nhiều nhộng thì các bác bỏ vào trong cùng. Còn cái cầu nào mà ít đẻ thì các bác bỏ vào giữa. Còn cái cầu mà nó hơi sát thì các bác bỏ vào cầu thứ ba, cầu thứ hai. Có nghĩa là bốn cầu thì các bác cứ đảo lộn nó với nhau, nhưng các bác phải xem xét cái cầu, ví dụ như những cầu nào ít trứng nhộng ấu trùng thì các bác cho vào giữa, cầu nhiều phấn thì các bác có thể bỏ vào cầu thứ ba hoặc cầu thứ tư để cho con ấu trùng 3 ngày tuổi, con ong thợ nó đút cho nó ăn. Đấy, nó bình thường thì các bác cứ tiện tay các bác đảo như thế, sau đó là nó thành một cái thói quen. Có nghĩa là sau khi các bác đảo như thế, sau này nó sẽ thành một cái thói quen thì các bác không cần nói các bác thì các bác cũng cứ tiện tay vậy là các bác đảo thì là các cầu nó đều đẻ hết. Còn nếu các bác để nguyên như thế, một là cầu ngoài là nó sẽ là thật cầu kho hoặc là nó hay bị sâu, cầu trong thì nó đổ nhiều phấn, nó không đẻ được. Đấy, thì là các bác đổi đổi như thế là mục đích để cho cái con chúa nó đẻ đều các cầu, nó không bị hư cái cầu ong. Ngọc Nhi chào bác, ong chúa to mới phối về đẻ bói thì bị ong thợ đẻ rồi 3 đêm năm, chắc là 5 trứng, một lỗ ô lăng sushi sao em sushi sao em cảm ơn. Vâng, bác ơi, thực ra là cái việc mà như em nói mà bình thường thì là con ong thợ nó sẽ không đẻ đâu, nhưng mà để lâu quá cái mùi pheromone nó không có thì đương nhiên là nó không ức chế được con ong thợ, đặc biệt là những con ong thợ già
thì là nó sẽ phát dục. Nó phát dục thì con ong thợ nó sẽ đẻ trứng. Thế mà trứng không được thụ tinh thì sau này nó sẽ ra con ong đực. Vâng, rất là cảm ơn bác Ngọc Nhi, ong nội Tây Nguyên. Thu hồi mất rồi. Nguyễn Thủy lại gặp đại ca. Vâng, cảm ơn Nguyễn Thủy ạ. Mặt ong nội Tây Nguyên cảm ơn bác rất nhiệt tình, like mạnh. Vâng, rất là cảm ơn mặt ong nội Tây Nguyên. Nguyễn Đình Bình, anh dùng chúa tơ bắt đầu đẻ vòng đầu, tiên nhập quân đông để lên kế, lần đầu tiên xem sau cảm ơn anh, cảm ơn. Vâng, không có gì cả bác Nguyễn Đình Bình nhá. Thực ra làm ong kế nó không có cái gì to tát đâu, quan trọng nhất là các bác làm được cái con chúa, có nghĩa là tìm được cái con chúa nó có tinh tụ đàn cao. Cái thứ hai nữa là các bác là có cái những cái cầu, mình gọi là những cái cầu mà nó đã xây sẵn rồi, thì là con ong thợ nó đỡ mất công nó phải xây thì là nó sẽ ok thôi. Còn cái tiêu chuẩn thì thường là tiêu chuẩn thì các bác đã tham khảo hết rồi. Đinh Tuấn, năm mới chúc gia đình anh Nghĩa mạnh khỏe hạnh phúc. Vâng, cảm ơn Đinh Tuấn ạ. Nguyễn Ngọ, mùa này cây keo có mật không chú? Vâng, mùa này nhiệt độ phải 28 độ đổ lên thì nó mới có mật nha các bác nhá. Mật ở nách lá keo là nó có quanh năm nhưng nhiệt độ phải trên 28 độ đổ lên nó mới có. Hoàng Úy, anh tặng chú một like. Vâng, cảm ơn bác Hoàng Úy ạ. Nguyễn Văn, qua em có đàn ong nó chào chủ nuôi bay đi, lúc thấy chúa bò ra tổ tóm nhốt luôn, ong thợ nó bâu đầy cửa tổ. Vâng, lúc mà các bác tóm ấy thì thường là nó sẽ có mùi pheromone nó tiết ra, nên là nói với các bác khi các bác mà bắt có một số cái tổ ong ấy, nó không chịu ở, nó vẫn bỏ tướng nó đi bình thường, có nghĩa là nó vẫn bỏ tướng nó đi bình thường. Nên là vì vậy nên là khi mà các bác thấy mà một nó có nghĩa là buổi sáng ra, thường như bọn em nhiều thì buổi sáng ra không có sương mù không có ghiếc gì thì bọn em sẽ đi lượn một vòng, có nghĩa là khi đấy là cái mắt của bọn em là nó quen rồi, thì tổ nào nghi ngờ thì bọn em sẽ mở ra bọn em kiểm tra. Còn là bình thường thì là đi kiểm tra thì nửa tháng thì em lại đi kiểm tra cục bộ một lần. Đấy, có nghĩa là kiểm tra toàn nào ong, còn là những cái tổ mà nó kém thì thường hay mở ra để đảo cầu để thay cầu các thứ thì nó không sao cả. Đấy, nên là vì vậy nên là các bác nuôi cái gì cũng thế, em thì thường hay nói mọi người nuôi bất cứ một cái gì đều phải có sự chăm sóc, nhưng riêng nuôi con ong ấy nè, nó dễ thì nó rất dễ nhưng nó khó nó cực khó. Đấy, vì là cái con ong bình thường mà nó không sao cả đâu, nhưng mà nó chỉ cần trong vòng khoảng một tuần là có thể nó hư hết cả đàn ong, trong vòng một tuần ấy là nó có thể hư hết cả đàn ong. Nên là vì vậy nên là riêng nuôi con ong thì các bác cũng biết rồi, nếu bác nào nuôi lâu mà bán được mặt các bác biết, nói chung là cái lợi nhuận nó cũng cực kỳ cao. Đấy, nó cực kỳ cao. Mà như năm nay thì các bác biết rồi, năm nay là nói chung là mặt giá rất là nhiều, thì sang năm là nếu như bác nào xây dựng được cho mình cái thương hiệu thì sang năm các bác sẽ bán mặt nó sẽ ok hơn rất là nhiều, tại vì bây giờ là cái chất lượng mặt người ta cũng chăm sóc vào sức khỏe rất là nhiều, nên là người ta sẽ để ý cái gì nó có chất lượng. Đấy, sức khỏe, chăm lo cho sức khỏe. Nên là vì vậy nên là cũng mong là mình là người nuôi ong để tạo được những các cái thương hiệu, tạo được các cái uy tín cho những người tiêu dùng, người ta có những cái sản phẩm tin tưởng chất lượng. Nguyễn Văn Mừng, anh Mừng Ngọc Lặc chào chú Nghĩa nhé, năm mới chúc chú và gia đình luôn mạnh khỏe và thành công. Anh mới học nuôi ong và có mấy tổ, có gì anh nhờ tư vấn, mong chú vui lòng giúp nhé. Vâng, ok anh nhé. Em thì lúc nào cũng ok mà, riêng nuôi ong là các bác hỏi lúc bất cứ một lúc nào thì em cũng đều thực sự ra là
Em cũng đam mê con ong từ cái lúc nhỏ, nhưng mà vì là cái công việc rồi thời gian nên là nó cũng hơi hạn hẹp. Thì nói chung là các bác gọi lúc nào em cũng sẵn sàng, lúc nào em cũng vui vẻ em chia sẻ cùng với các bác. Nguyễn Văn, một cầu trứng trùng nhộng đủ nó vẫn bay anh ạ, mật còn vít nắp nguyên nó cũng không thèm bê theo. Vâng, thực ra là cái mà trừ khi là nó bị thiên địch thôi các bác, thiên địch quấy thì nó với cái trường hợp trứng nhộng, chứ còn nếu các bác viện vào đó rồi thì không bao giờ mà nó bay đâu. Nên, trừ khi thiên địch nhá bác nhá, có nghĩa là thiên địch nó quấy phá nhiều, chứ còn kể cả bình thường thì các bác mở ra là cái lúc mà các bác mở ra các bác chưa viện, bắt đầu là nó đăng cái sẵn đà nó bay thì nó bay thôi, chứ còn là bình thường thì nó mà đăng cái tổ ong đấy đang có trứng nhộng ấu trùng đầy đủ là nó không bay đâu, nó chỉ có 5% là những cái tổ ngược đời ấy. Phạm Văn Công, chào anh nhỉ và tất cả anh em xem kênh nhé, và tặng anh một like. Anh cho em hỏi thời điểm này đàn ong khỏe lao cầu một lúc hai được không? Anh cảm ơn anh, chúc anh và gia đình năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Vâng, bác Phạm Công ơi, nếu đàn ong mà 4 cầu hay 3 cầu nó được 2 lớp quân thì các bác lưu ý một chi tí, lao được 2 cầu nhưng 1 cầu trong và 1 cầu chờ. Đấy là nguyên tắc, khi cầu trong làm xong các bác lại đảo ra cầu chờ vào trong, cầu làm được ra cầu thứ ba thì là nó sẽ ok hơn nha bác nhá. Vũ Duy Hải, tổ ong 3 cầu bị cắn hai, không có nhộng mấy, không có nhộng mật đầy cầu còn hai toàn ong đực, có phải nó tự thay chúa không? Tổ ong 3 cầu mà bị cắn hai, không có nhộng mật đầy cầu còn lại toàn ong đực, có phải nó tự thay chúa không? Vâng bác ơi, nếu tổ ong đấy toàn ong đực không thì nếu nó còn chúa thì là đó là nó tự thay chúa, còn nếu như mà nó không có chúa thì tổ ong đó là mất chúa rồi nhá bác nhá. Trung Pa Kít, chào anh Nghĩa. Vâng, chào Trung Pa Kít. Bùi Quang Khánh, anh ơi bây giờ có làm tướng được không anh? Vâng, bây giờ làm được tướng rồi nhá các bác nhá. Nguyễn Lâm, bạn cho mình hỏi mình có thế bốn đông quân, thế bốn đông quân lên 27 Tết thì làm chúa hôm nay chia đàn ghép đều 3 cầu có kịp đánh mặt không bạn? Vâng, thực ra là đánh mặt thì thường là đánh mặt nó hiệu quả thì nó phải từ ba cầu quân đông đổ lên. Thì bây giờ các bác cứ chia xong là sau các bác có thể ghép lại. Nó đơn giản, ví dụ bây giờ là các bác có 5 tổ, các bác chia mỗi tổ 1 cầu ra, sau đó là các bác ghép lại. Ghép lại những cái con chúa nó đi phối về được rồi thì nó rơi vào khoảng tầm cỡ ấu trùng, lên ấu trùng 4-5 ngày tuổi hoặc lên nhộng thì các bác ghép lại thì là các bác đánh mặt thôi. Nó cứ 3 cầu quân đông là các bác đánh mặt là ok rồi nhá bác nhá. Nguyễn Văn Phúc, anh chấm like cho em rồi, năm mới chúc em, chúc gia đình mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Cảm ơn em nhiều đã trả lời giúp anh. Vâng, cảm ơn Nguyễn Văn Phúc ạ, không có gì cả. Đỗ Thị Thu Thu, chào anh. Vâng, chào Đỗ Thị Thu. Bombi, cho bạn hỏi, cho bác hỏi chú cách tạo bầu mật trên các cầu như thế nào, chú hướng dẫn cụ thể cho, xin cảm ơn. Vâng ạ, cái cách tạo bầu mật đấy nè, thì như lúc đầu em cũng là có một bác hỏi thì em cũng đã trả lời rồi, nhưng nay em chia sẻ lại. Có nghĩa là trước đấy khoảng 10 ngày đến 15 ngày. Có nghĩa là trước cái vụ mà mình đánh đánh mặt đấy nè, có nghĩa là mình tính toán thì còn khoảng 10 đến 15 ngày.
thì những cái tổ nào mà có độ tuổi tiết sáp đó là lúc bắt đầu nó vít cái nhộng lại thì là các bác rủ đi, các bác cắt các cái bầu mật đó, đấy, cái bầu mật mà nó vít nắp đấy nè, thì các bác cắt xong là các bác cho cái tổ đó ăn 3 tối liên tục, và cái độ khoảng cách giữa cầu nọ với cầu kia nó phải được 7 ly thì nó sẽ bưng cái bầu mật ra nhá bác nhá. Nguyễn Văn Đăng, năm mới chúc nghỉa mạnh khỏe, tặng một like. Vâng, cảm ơn Nguyễn Văn Đăng. Nguyễn Hoàng, keo mấy năm thì có mật chú nghĩa? Keo thì thường bắt đầu là, nói thật với các bác là thường thì năm thứ hai là ăn cho mật rồi, nhưng cũng không nhiều. Nhưng thường thì là đến năm thứ tư thì keo sẽ cho mật nhiều hơn, tại vì lúc đấy là tránh ngọn lá nó sẽ nhiều cái bánh tẻ, tại vì những cái nách lá bánh tẻ thì hắn mới cho mật. Nguyễn Hoàng, à Nguyễn Hoàng rồi. Đình trưởng, Đinh trưởng, em thấy tổ em nhiều mủ chúa, em cắt cánh chúa già để chúa non nó nở tự nó diệt nhau được không anh? Còn mấy mũ kia em cho vào lồng nhốt chúa để phòng được nhá bác nhá. Nhưng mà cái làm như thế này thì nói chung là nó cũng không hiệu quả lắm đâu, tại vì nhiều khi là cái con chúa mà lúc các bác nhấc lên các bác cắt ấy, nó làm xáo trộn cái tổ ong, thì những cái con mà giữ cái mủ chúa ấy là nó không giữ được, thì là con ong thợ nó sẽ con ong chúa nó sẽ tìm được, nó sẽ gặm cái mủ đấy đi. Nên là các bác nếu như để như thế, nhưng mà các bác phải lưu ý một chút, lưu ý một chút, không là các bác cứ đợi nó nở nhưng không thấy nó nở, tại vì nó gặm còn tí ở bên hông, nó chỉ cần hở ra là cái con chúa đấy không nở ra được nhá bác nhá. Trần Văn Thức, tặng chú Nghĩa một like cho bác hỏi. Nay làm chúa để thay chúa để lấy mật vụ ni được không? Cảm ơn. Vâng, được nhá bác nhá. Nguyễn Văn Phúc, chú Nghĩa cho anh hỏi buổi sáng xem trước tổ ong như thế nào là hiện tượng tổ, như thế nào là xấu cho anh biết với. Thường thì vào cái giai đoạn này lúc các bác mà xem thì nó rơi vào khoảng 7 giờ hơn. Nên 7 giờ hơn thì cái lúc này là cái giai đoạn là con ong nó hay đi lấy phân. Đấy, con ong nó đi lấy mật là lúc sáng sớm, bắt đầu khoảng 4 rưỡi 5 giờ kém. Lờ mờ sáng là con ong nó sẽ đi lấy mật. Thì sau đến lúc mà nó đi lấy mật xong thì nó sẽ đi lấy phân. Thì các bác sẽ nhìn cái tổ nào nó công nhiều phân là cái tổ đấy khỏe. Tổ nào công ít phân là tổ đấy yếu, hoặc là tổ đấy ít ấu trùng 3 ngày tuổi. Thế tại vì những cái tổ mà nó có trứng nhiều và ấu trùng 1 2 ngày tuổi thì nó sẽ rất là công nhiều, rất là nhiều phân. Đấy các bác cứ để ý coi, thì là cứ rơi vào khoảng mùa này thì cứ rơi vào khoảng 7 giờ hơn 7 giờ thì các bác ra các bác đi lượn một vòng. Thế còn các bác cảm thấy cái tổ nào mà nó không theo như ý mình thì các bác gỡ ra các bác kiểm tra. Đấy, em cũng thường xuyên là như thế. Đấy, 3 4 ngày có thể em sẽ đi vòng một buổi sáng như thế. Đấy, nhưng mà em đi thì nó như của em 110 đàn thì em đi nó rơi vào hết khoảng tầm cỡ nửa tiếng đồng hồ, là vừa xem vừa kiểm tra thì nó rơi vào khoảng nửa tiếng đồng hồ. Đấy. Còn cái tổ nào mà nó không bay ra vô mấy thì là tổ đấy là hầu như là nó sẽ có vấn đề. Hầu như là có vấn đề, thì những cái tổ đấy thì tốt nhất là phải mở ra để kiểm tra cho nó chắc ăn. Đinh trưởng, em có mấy tổ ong nuôi cùng một chỗ mà sao tổ có mật nhiều, tổ thì ít, ong vẫn đi làm như đi hội ý. Vâng, thực ra là tổ nhiều tổ ít nó cũng giống như một con người ở trong một gia đình ý. Người thì khỏe, người thì yếu. Thì đương nhiên là người khỏe thì sẽ làm được ra sản lượng cao hơn, người yếu thì làm sẽ ít hơn, hoặc là người người ta đi làm
Nhà nước thì nó sẽ có tiền lương nó sẽ đều hơn, còn người ta đi làm tư nhân hoặc là người ta đi làm công ăn lương thì nó tùy, nó cũng giống như con người trong một gia đình vậy thôi. Nên là cái tổ mà thường những cái tổ mà có nhiều mặt nhiều phân, nhiều ấu trùng là những cái tổ đấy, là có nghĩa là cái đàn ong nó có thế hệ đi làm đều thì đương nhiên là nó sẽ khỏe những cái tổ ong thôi. Mình cứ hiểu đơn giản, còn tất nhiên là cùng một địa điểm cùng một đấy, nhưng mà con ong nó đi soi nó tìm cái địa điểm khác nhau nên nó sẽ lấy các cái sản lượng khác nhau nha bác nhá. Nguyễn Văn Trương, tuyệt vời quá Nghĩa ơi, năm mới chúc Nghĩa cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công nhé. Vâng, cảm ơn cảm ơn bác. Này, cảm ơn bác Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Cường, đàn khỏe cho xây cầu để ghép cho đàn yếu được không bác? Và có phải cho ăn không? Vâng, thực ra là cái việc cho ăn ý này, thì là mình muốn kích thích con ong nó tiết sáp nhiều hơn thôi, để nó xây cầu nhanh hơn. Còn bác không cho ăn thì độ tuổi tiết sáp và đàn ong nông quân nó vẫn xây bình thường, nghe chế độ nó xây chậm hơn. Thế chứ còn là cái việc nhờ tổ khỏe, tổ tiết nhiều sáp nó xây thì là cái đấy là đương nhiên rồi nhá bác nhá. Nguyễn Hiểu, chào anh Nghĩa. Vâng, cảm ơn Nguyễn Hiểu. Đinh Đồng, bác cho em hỏi, em có đàn ong trắng cầu em rút hết rồi viện cho cầu nhộng, sao nó cào nhộng bốc bay, xin chân thành cảm ơn. Đúng rồi bác ạ, bác không được rút hết. Và những cái tổ mà nó cào nhộng nó đấy nè, là những cái tổ nó bị thối ấu trùng, thì cái đầu tiên là các bác phải xử lý cái bệnh như là, sau đó có nghĩa là xử lý, có nghĩa là xử lý thì các bác biết rồi, các bác phải rút bớt một hai cầu đi này, sau đó các bác nhốt chúa 3 ngày này, rồi các bác có thể phun, các bác có thể là cho ăn này. Sau khi nó khỏi rồi các bác mới viện cho nó một cầu hoặc là đổi cho nó một cầu có nhộng trứng ấu trùng thì nó mới không việc gì nhá bác nhá. Cao Ngọc Văn, chú ơi tôi thay chúa đầu tháng 12, nay hơn 2 tháng quân 4 cầu, nay mình kiểm tra thấy nó đắp ong đực, hỏi chú có phải nó muốn chia đàn không? Cây cỏ kim có mặt không? Vâng bác ơi, cây cỏ kim có cả mặt lẫn phân. Còn đương nhiên những cái tổ ong như bác nói nè, một là có tướng nó có tích tụ đàn kép, hai là tổ ong nó đã đông quân nó sung mãn, hay nguồn mặt nguồn phân nó dư thừa thì nó sẽ có nhu cầu đắp lỗ ong đực để chia đàn. Dũng, đầu xuân chúc gia đình chú mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý. Vâng, cảm ơn Lê Dũng ạ. Việt Nam đội giám sát, chào chú Nghĩa, tặng chú like cho hỏi. Tôi có đàn ong 3 cầu quân vừa nhưng có nhiều mủ ong đực thì xử lý thế nào? Vâng, thực ra cái mủ ong đực bác mà không cần thiết để phối giống thì các bác cứ cắt đi thôi mà. Đấy, cắt đi rồi là lao cầu nó vào để cho nó giảm quân ra, để cho nó hạn chế cái việc nó xây cái mủ ong đực nha bác nhá. Nguyễn Duy Du, bác cho hỏi ong em ba xây lên 4 nó tạo rất nhiều ong đực, nguyên nhân do đâu ạ? Cái nguyên nhân là do là cái đàn ong đấy là nó quá đông quân, hay ta gọi là đàn ong sung mãn. Cái trữ lượng đường hay là trữ lượng thức ăn hay lương ong nó thừa ra, nó dư thừa ra, đàn ong chật chội thì nó sẽ có nhu cầu chia đàn. Trước khi chia đàn thì là nó sẽ xây lỗ ong đực, sau đó nó sẽ đắp các cái mũ ong chúa để có nhu cầu chia đàn nhé bác nhé. Hoàng Úy, anh tặng chú tiếp một like. Vâng, cảm ơn bác Hoàng Úy. Nguyễn Văn Phúc, em chia sẻ nhìn em vui vẻ, anh học được em nhiều, cảm ơn em
Rất nhiều. Vâng, cảm ơn, không có gì cả nhé bác Nguyễn Văn Phúc nhé, rất là cảm ơn bác. Người vùng cao TV. Cho em hỏi, em mới bắt đầu bắt hai tổ ong rừng về mà không thấy Chúa, không đẻ mấy, có phải thay Chúa không bác? Vâng, thường là ở ong rừng thì mình không biết con Chúa đấy là con Chúa trẻ hay con Chúa già, thì là nếu các bác mà có điều kiện thì các bác cứ thay con Chúa đi. Cái đầu tiên là cái con Chúa ở rừng thì hầu như nó là Chúa, có nghĩa là cái con Chúa ở rừng thì nó ít những cái con Chúa mà nó có cái đặc tính tốt lắm, nên là các bác mà có điều kiện thì các bác cứ thay con Chúa đi là ok nhất. Trung Ba Kít tặng anh nghĩa một like. Vâng, cảm ơn Trung Ba Thích. Ngọc Từ, vải vải hoa được bắt đầu nở rồi, bao lâu thì hoa cái mới nở? Chú Nghĩa, thường thì hoa cái 30% hoa được nở xong hoa cái mới nở nha bác nhá. Phạm Cảnh, năm mới chúc Nghĩa mạnh khỏe, tích cực làm video, tặng chú một like. Vâng, không có gì cả bác Phạm Cảnh nha, rất là cảm ơn bác. Đinh Trưởng, từ lúc nhãn nở cho đến lúc tàn kéo dài không anh, nhãn mới bói đầu năm đầu tiên đánh được mật không anh, cho em em có 10 tổ mà 1.000 mét vuông đủ ong lấy không anh? Câu này em không hiểu lắm, không biết nghìn nghìn mét vuông, nghìn mét vuông cây vải hay là ấy. Chứ còn là thực ra là nói thật với các bác vậy nè, cái mật thường thì người ta đánh mật nhãn thì nó sẽ kéo dài khoảng 1 tháng rưỡi, tại vì cây nọ nở trước cây kia nở sau thì thường thì lâu lắm là được khoảng 2 tháng, tại vì nó tùy theo từng năm, cây ra sớm cây ra muộn, nên là người ta sẽ tính bình quân là nó sẽ rơi vào được 1 tháng rưỡi nha bác nhá. Chứ còn là 1.000 mét vuông không biết tổ ong hay là cây cây nhãn thì em không 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 rõ lắm nha bác nhá. Lao cầu thứ ba cầu lao vị trí nào? Vâng, thường là lao cầu thứ ba ấy nè, mà hai cái tổ ong hai cầu thì nếu tổ ong mà nó được 1,5 lớp quân thì các bác cứ lao vào giữa cho em. Hoàng Ninh, năm mới chúc gia đình chú mạnh khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Tặng chú một like nhé, hôm nào nhờ chú xem hộ mấy tổ nhé. Vâng, không có gì cả nhé bác Nguyễn Nhân nhá, Ninh nhá. Nếu trên tuyến đường của em mà đến 12 em mới đi, mà nếu như mà ở trên tuyến đường em đi đường 45. Đấy, từ đầu đối đi đường 10 xong lên đường 45 xong ra đường Hồ Chí Minh thì là em trên tuyến đường đấy, mà nếu các bác gần gần mà các bác alo, tại vì em rất là nhiều người gọi nên là hầu như là em không nhớ được mấy đâu, nên là thường cũng mong là các bác thông cảm, không lại biểu hẹn thằng này mãi rồi mà hắn cứ nói thế nhưng mà hắn lại không đến, nhưng thực tế ra lúc đi thì em cũng không nhớ gì mấy cả. Ê, nên là cũng mong là các bác thông cảm, đến lúc lục thì không biết là ai ra ai cả. Thật sự là không biết, là lúc lục thì không biết, nên là cũng mong là các bác thông cảm. Còn nếu như trên tuyến đường em biết, ví dụ như đây em có biết anh Hoàng Úy thì khoảng tầm cỡ vài tháng thì em có thể em ghé qua vào em chơi một chút. Vâng, rất là cảm ơn bác. Ngọc Nhi, tổ ong tìm được chưa? Bắt chưa tổ khác không? Quân rồi về cầu nhọc chưa có bị cắn hết không? Tổ ong không tìm được chúa, bắt chúa to không gom được quân viện cầu nhọc, chúa có bị cắn không? Không bị cắn nhá bác nhá. Thế nếu như các bác viện là nó không cắn đâu, nhộng nó không cắn đâu, trừ khi tổ đấy bị bệnh. Lao cầu 450. Vâng, rất là cảm ơn GGC chia sẻ. Đinh Trưởng, 10.000 mét vuông nhãn
Anh bói năm đầu ạ. À, vâng, thực ra là cái 10.000 mét vuông nhãn thì thực sự ra là các bác quan trọng là khu vực của các bác nữa. Chứ còn ở như các bác mà quanh quanh đấy thì các bác cứ tính là một tổ, nếu cây cổ thụ thì là nó sẽ tương đương với khoảng 7 cây. 7 cây một tổ ong 4 cầu thì là lấy sẽ hiệu quả. Còn không 5 cây cũng được. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất là cái xung quanh đấy thì các bác cứ tính nó gần một cây số thì nó lấy sẽ ok hơn rất là nhiều. Vâng, rất là cảm ơn các bác đầu năm xuân năm mới đã vào kênh giao lưu ủng hộ. Thế thì chúc các bác sang một năm mới tràn đầy sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và nuôi ong thành công. Vâng, xin chào tạm biệt bà con.